Mobile xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hy Dũng Mobile sẽ hướng dẫn cho các bạn thay vỏ vàng cho iPhone 5. Để thay được chiếc vỏ vàng cho iPhone 5 này, các bạn cần phải chuẩn bị những dụng cụ sau: một cây nậy, một cây vít 3K, một cây nhíp và một cục hất dùng để hất màn hình. Đầu tiên các bạn tắt nguồn máy. Tiếp theo các bạn tháo hai con ốc phía dưới màn hình ra. Tiếp theo các bạn dùng hất nhẹ màn hình lên và từ từ tháo nhẹ màn hình ra. Sau khi dỡ màn hình lên, các bạn sẽ nhìn thấy phía dưới socket màn hình có một cái siêu tre. Trên siêu tre này có 3 con ốc, các bạn cần phải vặn 3 con ốc này để tháo phần siêu tre này ra. Gỡ socket camera. Gỡ socket màn hình. Và gỡ luôn socket cảm ứng. Bây giờ các bạn đã lấy được màn hình ra khỏi sườn máy được rồi. Các bạn tháo phần siêu tre socket chấu pin. Tháo socket chấu pin ra. Tháo socket chui sạc. Tháo socket dây nút nguồn. Bộ mạch của iPhone 5 được cố định với rất nhiều ốc, các bạn cần phải tháo hết ốc cố định này ra. Sau khi đã tháo hết ốc cố định bộ mạch, các bạn tháo bộ mạch ra ngoài. Tiếp theo các bạn để hai cái vỏ nó song song với nhau và tháo phần linh kiện từ vỏ cũ sang vỏ vàng. Các bạn nhìn từng bước mình làm nhé. Sợi dây này là sợi dây nút nguồn micro volume nè các bạn. Các bạn phải thật nhẹ nhàng vì nó rất dễ bị đứt.
Và là chúng ta đã hoàn thành phần bên trên rồi. Bây giờ các bạn sang tiếp tục phần bên dưới. Phần bên dưới này là phần cụm loa và dây cáp sạc. Sau khi đã hoàn thành phần sàn linh kiện, các bạn ráp bao mạch vào sườn vàng. Các bạn vặn ốc cố định bao mạch lại. Gắn pin vào. Bây giờ các bạn lắp màn hình vào, các bạn gắn lại socket cảm ứng, gắn lại socket màn hình và socket camera trước. Đậy phần siêu che và vặn ốc lại. Hạ màn hình xuống nhẹ nhàng. Và nhẹ nhàng bóp màn hình vào. Phải thật nhẹ nhàng nha các bạn. Vặn hai con ốc phía dưới màn hình lại. Mở nguồn máy lên. Các bạn test máy.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thay vỏ vàng cho iPhone 5. Hy Dũng Mobile chúc các bạn thành công.